chào quý vị và các bạn. Mỗi một lần đến một vùng đất mới thì con Thắng lại được thưởng thức hoặc được nếm những cái vị vô cùng đặc biệt của miền đất đó. Hôm nay con Thắng đã có mặt tại thành phố Đà Nẵng rất xinh đẹp. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Quang Thắng, cùng với người bạn của Quang Thắng nữa đi tìm hiểu những món ăn vô cùng thú vị của thành phố Đà Nẵng nhé. Xin mời quý vị. Em chào anh Hải. À chào anh Thắng, chờ mãi anh hồi sáng bây giờ. À đây anh khỏe không anh? À vẫn thương. Dạ, bán hàng được không anh? Ồ, tình hình mua bán vẫn tốt. Thế à? À, em đi từ chỗ bến sông Hàn ấy, đi về nhà mình ấy, em có đọc được một câu thơ, tức là chim chìa vôi đậu ngang bến thuốc, cá bã trầu lội tuốt mưa cong. Em không hiểu là chim chìa vôi thì em biết rồi, nhưng mà cá bã trầu thì em chưa biết nó là hình dung như thế nào, anh có thể giải thích cho em được không? À, cá bã trầu à? Dạ. Thôi được rồi, tại Đà Nẵng này có một cái một nhà hàng đặc sản chế biến món cá bã trầu rất là tuyệt vời. Thế anh em mình sẽ đi luôn. Đúng rồi, bây giờ anh em mình đi luôn đi. À anh Thắng ơi. Dạ. Đây là cái nhà hàng mà có món ăn đặc sản cá bã trầu nướng mà mình đã giới thiệu lúc nãy. Thế ạ. Ừ. Ôi trời ơi, em nhìn thấy không gian quán rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ anh em mình vào xong xem là cái món họ thực hiện như thế nào. Ừ. Mời anh. Vâng, xin ạ. Em chào anh. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tôi đang đứng bên cạnh anh Sĩ, bếp trưởng của nhà hàng Heaven. Và hôm nay là anh Sĩ sẽ cho chúng ta biết một cái món vô cùng đặc biệt. Cái món này bản thân tôi là vừa rồi tôi cũng không biết được là cá bã trầu nó như thế nào. Như quý vị thấy đây, đây là nguyên liệu chính để làm món cá bã trầu nướng. Dạ, hôm nay là cái nguyên liệu phụ để dùng cho cá bã trầu nướng mua ớt này gồm là muối ớt xanh. Và quý vị thấy đây là muối còn nguyên hột. Đấy, và ớt xanh. Ớt xanh này chỉ có vùng miền Trung thì mới có thôi, bởi vì nó rất đặc biệt. Ớt xanh và củ sả. Đây là mì chính mịn. Chanh thì làm gì anh? Mình cắt ra để mình vắt nước vô trong, nó giảm bớt cái độ mặn nó đi. À, cho nó thơm. Vâng. Chanh này gọi là chanh cốm phải không anh? Dạ. À, rất đặc biệt và rất là thơm. Cá bãi tàu khi mình mua về thì mình thường thường là chỉ có móc mang thôi, chứ cá nướng thì mình không có làm vi làm vải gì hết. Và mình nếu mình nướng thì mình sẽ để xuống và mình chẻ hai bên thiên cá này đó, nhưng mà nhớ là mình lắp theo sát cái đường xương của nó, mình chẻ xuống cho thật sâu này, tiếp theo mình chẻ bên thứ hai để mình ướp gia vị này. Và khi mình chọn một cái sản phẩm con cá bãi tàu như thế này khoảng tầm 200g trở lên thì cá này mắt này phải tông này, nó còn đỏ. Có 3 loại cá bãi tàu lận. Một loại này là gọi là cá bãi tàu tuổi, và một loại nữa nó có cờ, nó đẹp lắm thì người ta mới gọi là cá bãi tàu cờ. Và còn một loại cá bãi tàu đỏ nữa là nó thường sống ở trong rạn, chờ em pha cái đồ ướp. Dạ. Và em sẽ cho anh Thắng và mì chính mịn. Muối này là muối nguyên chất, nó rất là mặn anh Thắng nghe. Dạ. Lúc nào mình phải có cho một chút chanh. Chút chanh vào cho nó giảm. Khi mình trộn đều xong những cái thành phần ướp cá này rồi, mới bỏ sả này. Cái chanh này mình bỏ y miếng. Ví dụ như trừ ra anh có dùng cay được á thì anh để nguyên. Mà không dùng cay được thì anh cứ lấy ra. Sả là bỏ cho nó thơm cá thôi. Dạ. Ta chỉ ướp ở trong bụng thôi, còn không ướp ở ngoài anh? Không, mình chỉ ướp trong bụng thôi, ở ngoài gặp mình nướng rồi mình có thể là phát dầu lên cho nó khỏi dính dữ là một, với lại cái da cá nó vàng nó đẹp. Mình cũng đừng quên là mình cũng nhắc ớt với lại xả trong cái bụng cá này anh bụng. Thì nguyên liệu này mua về có nhiều không anh, hay là hiếm này? Nguyên liệu này nói chung là thường là ở Đà Nẵng này cá bãi tàu này là có quanh năm. Ok anh. Rồi anh Thắng giúp em, trong khi chờ anh Thắng nướng cá thì em cũng trình bày một cái rau sống. Là những quý bà mà đi ăn nhà hàng thì thường là thích cuốn rau sống bánh tráng hơn. Còn mà quý ông thì thường thường là hay dùng lá cải với muối ớt xanh. Đây là những nguyên liệu mà mình dùng là trang trí cho một đĩa rau sống anh Thắng này. Dạ. Gồm quả khế này. Quả khế.
Xong phần khế thì cũng tới cái phần xoài để mà ăn rau sống. Dạ, thế nếu mà miền Bắc mà có ăn cái món này thì anh có thay thế được xoài vào cái món khác không anh? Có thể là anh dùng từ dứa, phần dưa leo. Dưa chuột ạ? Nướng cá cũng là một nghệ thuật đấy quý vị ạ. Rau quế trắng, ở đây gọi là rau quế trắng nhưng mà nếu ở ngoài Bắc thường gọi là rau húng chó. Đây là rau thơm, thông thường chắc ở ngoài đó gọi là rau húng lũi. Vâng. Thế là cách trình bày một cái đĩa rau này nó đã xong. Sau đây là ớt xanh này, mình cũng băm sẵn này, mình cũng cho một chút mì chánh miệng thôi, và mình cũng vắt cho một chút chanh. Gần được ăn chưa anh Sĩ ơi? Chắc cũng gần được rồi anh. Gần được rồi. Khi nào cá mà nó bớt nước. Nó bớt nước nhỏ xuống dưới là thì đó anh thấy nó hoàn thiện được khoảng cả 80. Tôi nướng cá tôi cảm thấy thơm lắm rồi và cũng thèm ăn lắm rồi, và hỏi anh Sĩ thì anh Sĩ bảo là gần được thôi chứ chưa được ăn. Chính vì thế là tôi vẫn phải nướng thêm, cũng kỳ công anh ạ. Dạ, và sau đây là bù tạc. Đây mình vắt cho trong chén muối ớt xanh này. Nhớ là bù tạc mình dùng ít thôi. À, cũng như anh nhớ rằng là khi chán muối ớt xanh á, mình giả là dập dập thôi, kể cả muối hột mình vẫn giả là nó không nát hết. Dạ. Nó còn có hột của anh. Anh quạt cho nó hồng lên để em nướng cho nhanh, cái tình hình này lâu quá. Thì có thể anh cũng phách một chút dầu để cho nó giữ cái độ khô với ngò bớt, mà để nó chín trong phía trong. Còn đây là thành phần của một đĩa lá cải để mình dùng xong xuôi rồi mình cúng, mình chấm với lại cái muối ớt xanh này đây. Anh Sĩ ơi. Dạ. Anh xem con cá thế này đã chín chưa anh? Thế là cái phần cá nướng mình đã hoàn thiện rồi đây. Hoàn thiện rồi đã chín rồi. Bây giờ là mình cho ra một ra đĩa. À, cho ra đĩa. Wow. Quý vị ơi, thơm ngon lắm rồi. Em nóng lòng muốn ăn lắm rồi. Đây không, mình phải để ở đây. Dạ. Đó. Anh thắng để gì đây này? À. Xong lại lật lại. Lật lại. À. Để nó sát phải không anh? Đơn giản nhưng mà nó khỏe đúng không anh? Ừ. Nó bóc mất lớp da thì trông nó không được đẹp lắm. Yeah. Mà mình ăn là mất ngon anh. À, anh thân bỏ ra nhìn anh đó. Đó. Có gọi là thịt thân cho vài cọng rau húng. Rau húng. Mình sẽ bỏ một cái bông đi trang trí cho nhìn cho nó đẹp đẹp mắt. À. Thế là món ăn đã hoàn thiện. Quý vị và các bạn thân mến, món ăn của chúng ta đã hoàn thiện rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng Quang Thắng lên trên kia và chúng ta ăn nếm cái món này xem như thế nào. Và mời quý vị hãy đi theo Quang Thắng nhá. Xin mời. Quang Thắng ơi, dạ. Lúc nãy Quang Thắng xuống bếp và thấy đầu bếp người ta họ chế biến món ăn này có cầu kỳ phức tạp lắm không? Em thấy thì cũng đơn giản thôi. Và chính con cá này anh nhìn thấy đấy, em nướng từ đầu đến cuối, cũng toát mồ hôi ra. Nhưng mà cái nướng là cũng là quan trọng. Bây giờ thì chúng ta chần chừ gì nữa thì mời anh Hải cùng em thưởng thức cái món này xem như thế nào. Theo như là anh Sĩ là bếp ấy, thì anh có nói là phải cuốn bánh đa này phải cuốn. Đấy. Cuốn này một chút khế này, một chút rau húng chó này, rau húng láng này, một ít dưa chuột, chua chát đấy, chuối rừng. Quang Thắng thấy sao? Rất là thú vị anh ạ. Có vị thơm bùi bùi của cá nướng này, chát của chuối hột này, chua chua của khế và xoài, và cay của ớt xanh rất lạ. Nhưng mà đặc biệt những cái món miền Trung này là bao giờ cũng phải có một chút gì cay cay phải không anh? Đúng rồi, trong miền Trung á, dạ, ăn cái gì cũng có một tí cay. Ừ. Nó làm đó là một cái gia vị và làm cho khi ăn cảm thấy ngon thôi, đúng không? Dạ. Anh Hải ơi, bây giờ anh cứ ngồi anh thưởng thức. Quang Thắng xin phép anh một chút thôi.
em sẽ đi gặp quản lý của nhà hàng xem hỏi xem như thế nào đã nhá. Xin mời quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tôi đang ngồi cạnh chị Hồng Ngoan, quản lý của nhà hàng Heaven. Chào chị. Em thấy vào cái nhìn thấy phong cách mà của nhà hàng ấy, trang trí. Ví dụ như là đi cửa vào này thấy hai cái chum cũng rất đặc trưng của người Chăm này, hay là cái bức phù điêu người Chăm. Đó là nhà hàng Heaven, là trước là quán cà phê. Tới tháng 12 năm 2010 thì chuyển qua nhà hàng Heaven. Hình tượng hai cái chum, hay ở Đà Nẵng thì người miền Trung người ta gọi là cái lu. Hay là tới từ ngoài bước vào trong, rồi tới cái bình hình tượng hình cô gái Chăm, cho tới vào đây là những cái hình tượng như thế này. Và những bình gốm và có những chi tiết rất là cổ điển như thế này thì cũng gửi vào trong đó những cái thông điệp, tức là trước kia lịch sử Đà Nẵng là có một cái bộ tộc Chăm sinh sống ở đây và lưu truyền tới tận bây giờ. Tại Đà Nẵng cách đây khoảng chừng 1 km từ nhà hàng đi tới là nhà bảo tàng dân tộc Chăm. Khi mà nhà hàng Heaven đặt những cái hình tượng, những cái chum về hình tượng như thế, không những được thưởng thức món ăn nhà hàng Heaven mà còn được cảm nhận một cái hình tượng Đà Nẵng thu nhỏ tại nhà hàng luôn, tại trong không gian của nhà hàng. Cái trang trí đã làm một cái rồi ạ. Nhưng mà khi mà nhìn tổng quát chung, tất cả cái mái hiên của nhà hàng thì lại nhìn thấy rất cảm giác là ở Hội An. Đà Nẵng thì trước là Quảng Nam Đà Nẵng, và bây giờ tách riêng ra thành Đà Nẵng. Mà Quảng Nam, khi nhắc tới Quảng Nam thì hầu như tất cả mọi người đều biết tới thành phố Hội An, thành phố của Hội An. Từ ngoài bước vào nhà hàng Heaven, đó là rất nhiều hệ thống đèn, rồi là tượng, bình gốm với những chi tiết hoa văn, rồi những mái hiên rất là cổ kính, vừa cổ kính vừa hiện đại. Cho nên là Heaven gửi vào trong đó một cái hồn từ thời lịch sử cho tới bây giờ, đó là sự kết hợp giữa cả cổ điển và hiện đại. Tôi quay sang cái món ăn đi. Dạ vâng ạ. Món ăn thì Ngoan thấy thế nào về những cái món ăn để Ngoan giới thiệu cho du khách tất cả mọi miền đến với nhà hàng? Chủ yếu tập trung vào hải sản tươi sống. Nó phù hợp khẩu vị của tất cả ba miền, đó là đối với người Bắc thì không cay và đối với miền Nam thì nấu ngọt để phục vụ khách du lịch. Như hôm nay là nhà hàng Heaven đã giới thiệu cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ẩm thực độc đáo được biết cái món cá bã trầu. Thế mình lấy nguyên liệu là có khó khăn không? Cách chế biến là như thế nào? Cá bã trầu trụi thì là đặc biệt sống tại vùng biển Đà Nẵng và có thịt trắng và thơm ngon. Chỉ có Đà Nẵng mới có cá trầu? Không, chủ yếu là ở vùng biển Đà Nẵng, và ngon nhất chỉ có vùng biển Đà Nẵng thì cá bã trầu trội mới ngon nhất. Dạ đúng rồi ạ. Mà muối ớt xanh thì có hòa quyện giữa chanh, vị chanh chua dịu rồi, và mù tạt hơi cay cay the the, nhai chậm chậm và sẽ thưởng thức từng cái mùi vị, hương vị nó hòa quyện với nhau, cảm nhận với nhau, và nhất là hương vị chanh và mù tạt. Quang Thắng xin cảm ơn những cái lời chia sẻ vừa rồi của Hồng Ngoan đối với Quang Thắng cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn Hồng Ngoan rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chương trình ẩm thực độc đáo xin trao kỷ niệm chương cho món cá bã trầu nướng muối ớt xanh tại nhà hàng Heaven 119 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tặng em. Và chúng tôi xin thay mặt cho những người làm chương trình cảm ơn nhãn hàng Sơn Expo của công ty Foren đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào.